Chào em, mình vừa mới nhuộm tóc xong cách đây không lâu. Đã vậy cũng mắc thêm mấy cái like nó nhìn nó trẻ trâu phết á. Thật ra thì mình cũng không có thích nhuộm tóc cho lắm đâu, nhưng mà lâu lâu thì cũng cần phải thay đổi chút xíu cho nó khác biệt đúng không? Và cũng tiện thể là để cho mình test luôn cái bộ đôi gội và xả này của Hansifuku. Thì nhắc tới Hansifuku thì cũng không cần phải giải thích quá nhiều đúng không? Một cái thương hiệu chăm sóc tóc rất là organic và rất là nổi tiếng của Mỹ. Và đây chính là một cái bộ đôi có tên là Anti Fade, có nghĩa là một bộ đôi gội và xả dành cho tóc nhuộm. Thì đối với tóc nhuộm mà sau khi nhuộm xong á, thì sẽ đối mặt với rất là nhiều các cái vấn đề, như là tóc nó sẽ bị hư tổn nhiều hơn và sau một thời gian ngắn thì nó có thể bị phai màu nữa. Và cái bộ đôi này nó được sinh ra là để giải quyết tất cả những cái vấn đề đó của tóc nhuộm. Và mình đã test thử cái bộ đôi này sau khoảng 2 tuần sau khi mà mình nhuộm tóc rồi, và trên thực tế thì nó có tốt như những gì nó được quảng cáo hay không thì mình sẽ review cho các bạn ngay sau đây. Ok, trước tiên thì bộ đôi gội xả này thì nó làm cái bộ đôi gội xả nó organic 100% luôn, nó hoàn toàn lấy từ thành phần từ tự nhiên và không có hóa chất tẩy rửa cũng như là hóa chất bảo quản, đó chính là surface và paraben free. Thì paraben này là chất bảo quản, còn là surface này là chất tẩy rửa. Thì đối với tóc nhuộm mà khi mà tiếp xúc với lại chất tẩy rửa thì các bạn cũng biết là nó sẽ rất là dễ bị phai màu, và rất là không may là surface này thì nó sẽ có chứa ở trong hầu hết tất cả những cái loại dầu gội sữa tắm mà hay bán ở trong siêu thị á. Tất nhiên là cái liều lượng của nó thì nó cũng ở một cái mức độ cho phép, nó không có hề gây hại cho sức khỏe, nhưng mà đối với tóc nhuộm thì các bạn nên tránh xa ra. Do đó là các bạn tóc nhuộm thì nên chọn những cái loại sản phẩm organic và nó không có chứa sulfate và paraben để mà gội thì nó sẽ an toàn hơn. Và tốt hơn hết là các bạn nên chọn những cái loại sản phẩm mà nó được khuyến cáo là dành cho tóc nhuộm á, bởi vì ngoài cái sulfate này ra thì nó cũng có một số các cái loại thành phần nó cũng làm phai màu tóc, thậm chí là những cái thành phần từ tự nhiên, ví dụ như là bạc hà chẳng hạn. Thêm một vấn đề nữa đó chính là tóc mà sau khi nhuộm và tẩy nhiều á thì nó sẽ trở nên rất là yếu, tóc nó ít tiết dầu hơn cũng như là nó sẽ trở nên khô sơ và dễ bị đứt rụng hơn, nó gần như là tóc chết vậy. Do đó là việc phục hồi và nuôi dưỡng lại cho tóc sau khi mà nhuộm thì nó cũng quan trọng giống như việc giữ màu cho tóc vậy. Bên trong thành phần của bộ Anti Fade này thì nó có chứa chiết xuất của 7 cái loại thực vật mà dưỡng tóc cực kỳ tốt luôn, mà mình sẽ liệt kê ngay đây cho các bạn có thể tham khảo. Như vậy là cái bộ đôi Anti Fade này thì ngoài việc mà giữ màu tóc ra thì nó còn có nhiệm vụ nuôi dưỡng và phục hồi lại cho tóc sau khi nhuộm nữa, rất là tuyệt vời đúng không? Vậy thì trên cái lý thuyết nó là như vậy, còn trải nghiệm thực tế nó như thế nào? Đầu tiên về mặt ngoại hình thì đặc trưng riêng của các sản phẩm Hansifuku thì nó có cái thiết kế nhìn nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà rất là tinh tế, rất là sạch sẽ, và nhìn vào là các bạn có thể thấy ngay đó chính là những cái sản phẩm rất là organic rồi. Và cái bộ đôi gội xả Anti Fade này á, thì nó cũng không có khác gì lắm so với lại cái bộ natural dành cho tóc thường của Hansifuku á. Nó cũng là một cái nắp xanh bình trắng và in cái thông tin bằng chữ màu đen, chỉ khác là một số các cái chi tiết như là cái chữ DE này hoặc là cái bảng thành phần nguyên liệu ngoài sau thì nó được làm nổi bật bằng cái tông màu vàng, ám chỉ là đây là một cái bộ đôi sản phẩm dành cho tóc nhuộm. Hai cái chai gội và xả này có thiết kế gần như là nó hoàn toàn giống nhau luôn, và để phân biệt được đâu là chai gội đâu là xả thì các bạn chỉ có thể nhìn vào cái hàng chữ thôi. Đó chính là chai dầu gội thì nó sẽ là chữ shampoo, còn dầu xả thì đó chính là conditioner. Và thêm một cái đặc điểm nữa đó chính là dầu gội thì nó sẽ có chữ sulfate và paraben free, còn đối với dầu xả thì nó sẽ chỉ có chữ paraben free thôi, bởi vì dầu xả thì hiển nhiên là sẽ không có chất tẩy rửa rồi. Cái chai này được thiết kế rất là mềm và bóp vào rất là dễ dàng. Bề mặt của nó thì được làm sần sần nhám nhám, nó cho cái cảm giác giống như kiểu cái chai này nó được làm bằng giấy vậy, nhưng mà thực chất là nó làm bằng nhựa, rất là bền. Tiếp theo về mặt mùi hương thì trước đây mình đã có sử dụng qua cái bộ natural dành cho tóc thường của Hansifuku luôn rồi, thì cái bộ đôi đó có thể nói là mùi mình bị nghiện chỉ sau một lần đầu tiên mình ngửi thấy thôi. Và đến khi biết tới cái bộ đôi này thì mình đã trông đợi là cái mùi này nó sẽ giống với lại cái mùi của bộ trước, nhưng mà thực chất trên thực tế thì nó khác nhau hoàn toàn luôn. Mình có hơi thất vọng một chút xíu, nhưng mà cũng là điều hiển nhiên bởi vì cái thành phần nguyên liệu của nó khác nhau mà. Cái mùi của bộ Anti Fade này á, thì ban đầu các bạn ngửi qua thì các bạn sẽ thấy nó cũng giống như kiểu là nó có cái tông mùi dầu dừa vậy, và ngửi kỹ một chút á thì các bạn sẽ thấy nó có thêm tông mùi sữa nữa, nó hơi ngọt ngọt, dịu dịu nhẹ nhẹ. Và tổng thể thì cái mùi này tuy là mình không thích bằng cái tông mùi của bộ natural kia, nhưng mà nó vẫn có khả năng gây nghiện bởi vì mùi của nó rất là thiên nhiên, rất là thơm. Và cái mùi này á thì nó kiểu hơi nữ tính một chút xíu, do đó là mình nghĩ là những bạn nữ sẽ thích cái mùi này hơn.
Về chất thì cả hai sản phẩm đều có chất màu xanh dương hơi nhạt nhạt một chút xíu. Đối với dầu gội thì cái chất của nó không có quá loãng, không có quá đặc, nó gần giống như là tất cả những cái loại dầu gội khác thôi. Tuy rằng đây là cái chai dầu gội organic nhưng mà nó lại khá là nhiều bọt hơn là những cái loại dầu gội organic khác. Nhiều bạn khi mà sử dụng những cái loại dầu gội như thế này á, thì thường sẽ có cái cảm giác là nó không có được sạch sẽ cho lắm bởi vì nó ít bọt, nhưng mà cái chai dầu gội này thì nó lại khác. Đối với dầu xả thì cái chất của nó có thể nói là rất là đậm đặc luôn. Do đó là dùng sẽ rất là tiết kiệm, và khi mà cho ra tay thì các bạn nên rất đau đều nó ra tay, rồi sau đó các bạn sẽ apply lên trên tóc thì nó sẽ đều hơn. Và sau khi apply xong thì các bạn nên đợi khoảng 1 cho tới 2 phút rồi mới được xả nước để cho dưỡng chất nó có thời gian nó ngấm sâu vào tóc hơn. Sau khi xả xong thì cái cảm giác ban đầu các bạn sẽ thấy nó khá là rít và nó hơi bị rối tóc một chút xíu, chứ nó không có phải kiểu mềm mượt giống như là những cái loại dầu xả khác. Tuy nhiên là các bạn đừng có quá lo lắng, bởi vì đây chỉ là cái hiệu ứng làm cho tóc nó có vẻ nó dày dặn hơn và nó vẫn giữ được cái volume cũng như là cái kết cấu tóc thôi, chứ nó không có bị cái tình trạng quá mượt và nó bị mất volume như là một số cái loại dầu xả khác. Và sau khi tóc nó đã khô thì nó sẽ không còn cái tình trạng bị rít nữa, nhưng mà nó lại trở nên rất là mượt và sợi tóc nó có vẻ rất là chắc chắn và độ đàn hồi rất là tốt. Về cái khả năng giữ màu thì mình đã test thử cái bộ đôi này trong khoảng 2 tuần rồi. Và thường thì đối với những cái mái tóc mà nhuộm màu nâu như mình á, thì sau khoảng 1 tuần hoặc là 10 ngày thì màu nó sẽ có dấu hiệu hơi xuống một chút và nó sẽ hơi chầm xuống một chút. Nhưng mà đã 2 tuần rồi và mình không hề nhận thấy bất kỳ một cái dấu hiệu nào gọi là nó bị xuống màu cả, chứng tỏ là cái bộ đôi này trên thực tế là nó giữ màu rất là tốt. Ok, tổng kết lại thì qua những gì mà mình trải nghiệm và mình đã chia sẻ cho các bạn nãy giờ thì các bạn có thể thấy là cái bộ đôi gội xả Anti-Fade này có thể nói là nó quá tốt dành cho tóc nhuộm luôn. Nó giải quyết gần như là tất cả những cái vấn đề còn tồn đọng dành cho tóc sau khi mà nhuộm xong. Tất nhiên là cái gì thì nó cũng phải có cái giá của nó. Cái nhược điểm lớn nhất của bộ đôi gội xả này đó chính là cái giá. Nghe qua thì các bạn sẽ thấy nó sẽ hơi bị nhói thận một chút xíu. Đó chính là mỗi chai có trị giá là khoảng 550k một chai, có nghĩa là một bộ nó khoảng 1,1 triệu, khá là đắn đo khi mà mua, đúng không? Đối với tóc nhuộm thì mình cũng khuyên các bạn là đừng có nên gội xả quá thường xuyên, chỉ nên cách một ngày hoặc là hai ngày thì các bạn nên gội xả một lần thôi. Và đối với tóc nam thì cái lượng sử dụng nó cũng rất là ít, do đó là nếu như mà mua một cái bộ đôi này thì các bạn sử dụng cũng sẽ rất là lâu. Và khi sử dụng cái sản phẩm này thì mình cũng khuyên là các bạn nên sử dụng cả bộ luôn, vừa gội và vừa xả luôn, chứ đừng có sử dụng riêng lẻ chỉ một gội hoặc là một xả thôi thì nó sẽ không có phát huy được hết tất cả cái tác dụng. Và cuối cùng thì mình rất là cảm ơn Chainstone đã gửi cho mình cái bộ đôi sản phẩm này để dùng thử cũng như là review cho các bạn. Chainstone chính là một cái nhà phân phối chính hãng các sản phẩm của Hansifuku tại Việt Nam, do đó là nếu như mà các bạn muốn mua sản phẩm chính hãng thì có thể liên hệ tới Chainstone thì các bạn sẽ biết được chỗ nào bán hàng chính hãng gần các bạn nhất để mà mua cho nó tiện. Và cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã xem video này nha, và hẹn gặp lại.